Phận anh em nhưng Trương Đân Thành lại cả gan tơ tưởng Đàm Thủng Vận ở lấy danh nghĩa người nhà. Sau sinh nhật 18 tuổi vui buồn lẫn lộn, Trương Đân Thành bỗng dưng rung rinh trước em út Đàm Thủng Vận ở lấy danh nghĩa người nhà. Bộ phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà mở đầu với cảnh đêm trăng thành gió mát. Lúc này bộ ba anh em quái chiêu đang ăn khuya, trò chuyện cùng nhau và chờ đợi sao băng chỉ 15 năm có một lần. Tuy vẫn còn buồn với việc mẹ ruột trở về sau nhiều năm bỏ đi, nhưng may mắn bên cạnh Lăng Tiêu, Tống Uy Long vẫn còn hai đứa em nhí nhố là Lý Tiêm Tiêm, Đàm Thủng Vận và Hạ Tử Thu, Trương Tân Thành. Thế nhưng vào hôm sau, Lăng Tiêu tiếp tục bị làm phiền bởi mẹ ruột và em gái họ Cam nhỏ. Bà thậm chí còn cố ý khêu gợi lại những ký ức đau thương cũ về đêm sấm chớp định mệnh, khiến anh vô cùng khó chịu. Thậm chí chuyện này cũng làm cho út đẹp Tiêm Tiêm đau đầu và khó chịu không thôi. Cô cũng tâm sự với bạn học Tề Minh Nguyệt, Tôn Di, nhưng đổi lại nàng lớp trưởng chỉ hỏi han về anh bé Tử Thu của cô. Hóa ra sắp tới là đến sinh nhật 18 tuổi của anh bé Tử Thu. Tuy nhiên tiệc mừng chưa bắt đầu thì cậu đã bị dì Lan giáo huấn phải biết thân biết phận vì đã ăn nhờ ở đậu nhà của Tiêm Tiêm. Chuyện này đến tai bố Lý nên ông đã mượn rượu để nói hết nỗi lòng rằng ông coi Lăng Tiêu và Hạ Tử Thu như con ruột. Điều này cũng dẫn dắt khán giả về quá khứ khi Tử Thu bị mẹ ruột bỏ rơi. Lúc này bố Lý xuất hiện như một quý nhân và khiến cuộc đời cậu nở hoa. Có lẽ cũng vì thế nên dì Lan phản ứng hơi thái quá, nhưng bà cũng tranh thủ khuyên cháu mình nên quên đi người mẹ bội bạc kia. Chiều hôm sau, Cam nhỏ một mình đến nhà tìm Lăng Tiêu nhưng chỉ gặp mỗi kẻ thù Tiêm Tiêm. Hai người lên đường tìm anh cả nhưng Cam nhỏ không may bị ngã cầu thang dẫn đến gãy xương. Mẹ Cam nhỏ dĩ nhiên tức giận, ra sức mắng chửi Tiêm Tiêm và khuyên Lăng Tiêu nên bớt chút thời gian quan tâm em gái, nhưng anh không chịu. Tiêm Tiêm buồn rầu đứng trên ban công đợi Lăng Tiêu về. May mắn thay anh không giận út đẹp và thành công tiễn được mẹ con Cam nhỏ phiền toái về Hồng Kông. Cả gia đình xem như bình yên trải qua kỳ nghỉ Tết đầy ý nghĩa và ấm áp. Khi nhập học trở lại, lớp Tiêm Tiêm chào đón học sinh mới là cô nàng đường sán Hà Thụy Hiền. Lớp tan học, Tiêm Tiêm và Minh Nguyệt phát hiện ra thân phận thực sự của bạn học mới, một người mẫu quảng cáo sành điệu. Vì điều này lên đường sán tự ái và trở mặt với hai cô bạn cùng lớp. Vào ngày hôm sau, Hạ Tử Thu tình cờ gặp một người mà cả đời cậu không muốn nghe đến tên, bố ruột Triệu Hoa Quang. Cũng giống với dì Lan, ông cho rằng cậu đang ăn bám nhà bố Lý nên gắng sức khuyên cậu rồi đi. Thế nhưng chỉ có Tử Thu là biết ai mới là gia đình thực sự của mình. Thông qua dì Lan, cậu biết được gia cảnh giàu sang của ông hiện tại. Quá nhiều sự kiện ở giai đoạn đầu tuổi 18 đã khiến Tử Thu trầm mặc khó ngủ. May thay hình ảnh một Tiêm Tiêm khả ái vô tư trong mơ đã giúp cậu buông lỏng tâm tình, chìm vào giấc ngủ đẹp. Hôm sau khi báo điểm thi, Tiêm Tiêm vui mừng vì lên được hạng 3 từ dưới, nhất là khi hơn cô bạn ngôi sao Đường Sán. Ở phòng giáo viên, Tiêm Tiêm nghe lén được rằng Đường Sán phải liên tục nghỉ học để đi đóng quảng cáo. Trường hợp của Đường Sán đúng thật, chọc đúng chỗ ngứa của mẹ Minh Nguyệt nên bà sẵn tiện dặn dò con gái cưng đừng đua đòi học theo bạn xấu. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.